Trên tay mình đây ấy, là một cái loại đào giòn, nhưng mà không phải đào giòn của Trung Quốc mà đào giòn của Việt Nam. Đây là một loại đặc sản của Đà Lạt nha mọi người. Đào Trung Quốc ấy thì mình thấy là có màu vàng, còn đây là đào Việt Nam nó sẽ có màu xanh như này nha mọi người. Và cái nọ này ấy, là nặng 350 g, mình mua với giá là 75k. Bây giờ mình sẽ mở ra và trải nghiệm thử nha. Mời các bạn nha. Mình thấy ăn cái quả này nó cực kỳ là ngọt nhá. Nó có giòn đấy. Mình có xem rất là nhiều người ăn cái đào giòn này rồi và người ta khen rất là ngon, nhưng mà không hiểu sao khi mà mình ăn cái đào này vào ấy, mình thấy cực kỳ là ngọt và nó có giòn đấy. Tuy nhiên là mình cảm giác nó cứ khó ăn kiểu gì ấy. Và mình cũng không hiểu vì sao cái quả này nó lại có cái màu xanh cực kỳ đẹp như này. Nó gần giống như kiểu là cái viên thạch ấy mọi người ạ. Đây có thể là cái khẩu vị, cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Còn các bạn ăn như nào các bạn có thể comment vào đây để mình cùng biết với nha.